nước đức và chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc. Ít ai biết, từ năm 1992, tức chỉ 2 năm sau khi thống nhất hai miền Đông Tây, nước Đức là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và hơn 1 tỷ của Trung Quốc. Chỉ vì ngôi vô địch thế giới xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt nước Đức vì xuất rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn sản phẩm xuất khẩu là xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám. Vào nhà một người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải made in Germany. Thậm chí, bông ráy tai nước Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 đô so với 1 đô của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nếu họ tự sản xuất, nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không, họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cây bút chì, chiếc xe đạp, dù giá thành rất cao và vì họ có một phân khúc thị trường riêng, đó là những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới. Vì sao? Vì người Đức theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng Trung Châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà Tony thích nhất vì nó đào tạo ra những người ra trường để làm chủ, để làm quản lý, để cho việc, thay vì tốt nghiệp ra trường để đi xin việc cho tốt. Một nền giáo dục dựa trên sự kỷ luật vô cùng nghiêm khắc. Sự tập trung cao độ của người Đức còn thể hiện qua bóng đá. Năm 2014, tại World Cup được tổ chức tại Brazil, dưới áp lực của hàng vạn khán giả nước chủ nhà trên sân, các chàng trai đến từ nước Đức vẫn không hề bị run chân run tay gì. Thắng vẫn vui nhẹ nhàng, thua vẫn bình thản thi đấu. Ai vị trí người đó, tổ chức tấn công phòng thủ bình thường và họ đã đăng quang ở ngôi cao nhất. Ít ai biết người Đức đã sang Brazil 4 năm trước xây dựng một khu resort riêng cho đội tuyển Đức sang ăn ở tập luyện cho quen khí hậu, với đầu bếp, bác sĩ đến lao công đều là người Đức. Khu resort này sau World Cup được tặng lại cho nước chủ nhà như là một món quà kỷ niệm. Ở trường, giáo viên Đức tỉ mỉ sửa cho học sinh từng lỗi dấu chấm, dấu phẩy để tạo thành thói quen hoàn hảo trong mọi thứ. Giáo viên Đức tuyệt đối không bao giờ xuề xòa cho qua, vì như vậy là hại cá nhân từng học sinh, hại đến xã hội sau này vì thói quen làm sai, bất cẩn. Họ kiên quyết bắt sinh viên làm lại, bảo vệ lại một luận văn, luận án đến khi nào hoàn hảo mới thôi. Nên khi ra trường, những sinh viên ấy có thói quen khắt khe từng chút trong công việc, không tốn thời gian sửa sai vô ích. Người Đức quan niệm trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể méo mó một chút để lấy thi vị. Tuy nhiên, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất sẽ thấy cảm giác yên tâm hơn nhiều so với xe đến từ các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là sản phẩm. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm huyết là tim và máu.
tức cũng ghê gớm lắm rồi. Nhưng với người Đức, tâm huyết có ý nghĩa gì đâu. Họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh. Ở nhà Tony có một cái thau giặt đồ bằng nhựa, người thân mang về từ Đông Đức năm 1988, để ngoài nắng mưa gió sương, nhưng bây giờ vẫn còn xài tốt, màu vẫn đỏ rực rỡ. Chỉ là một cái thau nhựa thôi, nhưng vì made in Germany nên đó là một đẳng cấp khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nếu bạn học kiến trúc, một bộ bút vẽ made in Germany là cái phải có của mọi kiến trúc sư chuyên nghiệp trên thế giới. Ở Đức, giáo dục công lập được miễn phí, kể cả đại học, áp dụng cho cả sinh viên nước ngoài, nhưng với điều kiện là phải biết tiếng Đức và có bằng Abitur, tức tú tài. Giáo dục Đức phân cấp học sinh từ lúc tốt nghiệp tiểu học, tức ai giỏi thì bắt đầu lớp 5 sẽ đi theo hướng đào tạo hàn lâm, còn lại thì theo hướng thực hành. Cả hai hệ đều được xã hội tôn trọng như nhau. Vì khả năng một đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tối đa khả năng của nó. Ví dụ, bạn Anna không tưởng tượng ra được cái hình cầu nội thị trong hình nó. Mở hai vòi nước không tính được sau bao nhiêu phút thì đầy cái bồn, thì thôi, định hướng cho Anna học văn, sử, địa, âm nhạc, nghệ thuật, chứ bắt nhớ xin cốt làm gì cho nóng não. Cái cuối cùng chính là kỷ luật của người Đức. Nhiều bạn trẻ ngại nếu phải học hay làm với họ. Họ chấp hành tuyệt đối các luật lệ, các quy tắc của tổ chức một khi đã là thành viên. Nói 8 giờ sáng bắt đầu học là đúng khi kim dây vừa chỉ số 12 của 8 giờ là cửa trường đóng lại. Vô trễ năn nỉ cỡ nào bảo vệ cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8 giờ là thầy trò bắt đầu mở sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức hay hệ thống trường quốc tế Đức, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một nội quy dài loằng ngoằng. Trong đó có nhiều cam kết, đại loại là không được ăn cắp, tức quay bài hay đạo văn. Nói dối, tức cha mẹ làm dùng bài cho con, nói dối thầy cô. Nếu vi phạm, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình một ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học. Các trường công lập khác cũng không muốn nhận. Nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy định đó. Ông nói vì giáo dục nước Đức không tạo ra sản phẩm ăn cắp và nói dối. Đứa ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được. Thế thì tại sao phải đuổi học? Ông nói vì nó đã cam kết mà vẫn tái phạm thì không có lòng tự trọng. Không có lòng tự trọng thì không nên đào tạo. Nó có trình độ học vấn cao thì lại nguy hiểm cho người khác. Để sang và chạy, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh. Bạn trẻ nào theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc thì không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Và may mắn thay, hồng phúc thay cho doanh nghiệp nào có được nhân viên theo chủ nghĩa hoàn hảo này. Làm ăn với họ sẽ vô cùng yên tâm vì không lo sai sót. Bắt đầu chủ nghĩa hoàn hảo đầu tiên với bản thân mình. Sạch sẽ, thơm tho, trí tuệ, thể lực đều không thể ngon hơn. Rồi trong một mét bán kính quanh mình, giữ sạch sẽ gọn gàng không thể sạch đẹp hơn. Rồi bắt đầu lên bán kính 2 mét, 5 mét, 100 mét. Cả ngôi nhà, cả khu phố, tất cả đều phải hoàn hảo. Hoàn hảo.